Welcome to my lesson again today. Thầy xin chào tất cả các bạn và chào các bạn đến với phần số 2 trong cái bài là mình sẽ học các câu và các cụm từ nhé. English in your house, common phrases and sentences part 2. Ok, trong phần này thì mình sẽ học rất là nhiều câu và rất là nhiều các cụm từ để mình có thể ứng dụng vào trong cuộc sống và mình có thể nói được tiếng Anh hàng ngày nhé. Now let's go, the first word. Now say, I love my mom. I love my mom. Ok, stress on love and mom. Mình sẽ đánh trọng âm vào chữ love và mom. Thì mình sẽ nói dài một chút nào. I love my mom. Now repeat after me. Hãy nhắc lại cho thầy nhé. Repeat. I love my mom. Good. One more time. I love my mom. I love. Nghe là tôi yêu. My mom nghĩa là mẹ của tôi. Đấy. Thì hàng ngày mình sẽ nói câu này. Nhé. One more time, please. Một lần nữa nào. I love my mom. Good job. Next one. I love everyone. Mình nhớ từ này mình sẽ lên giọng nào. Everyone. Every W mình sẽ làm gì ạ? One. Everyone. Tôi yêu tất cả mọi người. Mình sẽ là I love everyone. Ok, các bạn ấy hãy làm cái ngữ điệu theo thầy luôn để mình có thể học được dễ dàng hơn nhé. I love. I là tôi này. I love everyone. Tất cả mọi người. I love everyone. Good. This one, like, remember the V sound. Các bạn hãy nhớ âm V nào. Love. Dung họng chút nào. Love. Love. Thì mình có hơi dung họng chút. Âm V thì sẽ bằng âm F cộng với dung họng nhá. I love everyone. Everyone là tất cả mọi người. Bây giờ mình hãy tưởng tượng hình ảnh rất là nhiều người. Thì mình sẽ làm là everyone. Next one. Oh, I love Mr. Dung. Okay, it's me. Okay, it's me. One more time. I love Mr. Dung. Okay. Tôi yêu thầy Dung. Okay, chẳng hạn. It is me and I took this picture in Singapore. Đây là thầy và thầy chụp bức ảnh này ở Singapore và thầy học với thầy Tony Robbins, một trong những thầy giáo gần như là nổi tiếng nhất thế giới đấy ạ. Học với khoảng 13,000 bạn khác ở khoảng 28 quốc gia trên thế giới. Okay, good. Next one. I wake up. Good. Now, listen only. Hãy chỉ nghe thôi nhé. I wake up. Wake up. Tôi thức dậy. I wake up. Good. Now, W. Say wake. Okay nào. Wake up. Okay, good. Wake up. Nghĩa là mở mắt ra, mình vừa thức dậy thì mình sẽ là wake up. Good. Thì bất cứ khi nào mình vừa sáng ra, mình mở mắt ra thì mình sẽ nói tiếng Anh là gì ạ? I wake up. Ok, hãy dán câu này ở đầu giường và nơi nào gần nơi khi mà mình ngủ dậy thì mình sẽ nói, nhớ là mình sẽ nói câu này. Good. Now, one more time. I wake up. I wake up. Good. Nhớ âm P là gì ạ? Up. Ok, good. Hãy nhắc lại thầy là âm P nào. Up. I wake up. Wake up nghĩa là vừa thức dậy hoặc là vừa mở mắt ra nhé. Ok, good. Mình hãy viết tất cả những câu này xuống. Please write down everything. Alright. Next one. I get off my bed. I get off my bed. Bed là cái gì nhỉ? Cái gì ngủ ở trên cái bed là cái giường. Get off nghĩa là xuống khỏi. My là của tôi, giường của tôi thì mình sẽ nói là gì ạ? My bed. Good. Now repeat after me. I get off my bed. Nhấm đi nhỉ? Bed. Tôi xuống khỏi giường. Now listen only. Hãy chỉ nghe thôi nhá. I get off my bed. Tôi ra khỏi giường, rời khỏi giường. Good. Now, listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại cái này nào. I get off my bed. Okay, good. Next one. Good. I brush my teeth. Okay. I brush. Nghĩa là gì ạ? Mình brush, nghĩa là mình đánh.
My teeth như là răng. Tôi đánh răng thì nói sẽ nói là gì ạ? I brush my teeth. Ok, I brush my teeth. Thì câu này ấy, thì mình sẽ viết ở ở chỗ cái gương mình, chỗ mình hay đánh răng ấy, cái chỗ bồn rửa, bồn mà mình hay đánh răng. Mình khi mình đánh răng, trước khi đánh răng thì mình sẽ nói câu này. Good. So now one more time. I brush my teeth. Good. Và trước khi đánh răng mình cố nói khoảng 6 đến khoảng 10 lần. Try to say about like 6 or 10 times. 6 to 10 times. Good. One more time. Repeat after me. I brush my teeth. Good job. Next one. I wash my face. Okay. Good. Now repeat. I wash my face. Nhà tôi rửa mặt. Okay. Wash như là rửa. My là của tôi. Face. Okay, như là khuôn mặt. Hãy nhắc lại cho thầy nhé. I wash my face. Get. F nào. Răng trên, cắn môi dưới, thổi ra nhé. I wash. Làm thế thầy nào? Wash my face. Face. Okay, khuôn mặt của tôi. Tôi rửa khuôn mặt của tôi. Mình sẽ là I wash my face. I wash my face. Good. Now, repeat after me 2 times. Hãy nhắc lại cho thầy. Nhắc lại nào. Let's go. I wash my face. Good. One last time. One last time. I wash my face. Good. Next one. I put underwear on. Underwear. Mình lên giọng nào. Underwear on. One more time. I put. Okay. Put the pin out. Bật hơi ra. Blow air out. I put underwear on. Nghe tôi mặc quần lót vào. Okay. Khi nào mình mặc quần lót vào nhá thì các bạn sẽ nói là I put underwear on. Okay. Rất so fun. Câu này sẽ hơi vui vui một chút. Nhưng mà mình sẽ phải cố gắng nói hàng ngày nhá. Try to say it every single day. Now, put nghĩa là mặc vào chẳng hạn. Underwear là quần lót. Tôi mặc quần lót vào thì nó là I là tôi là I put underwear on. Now, repeat after me 2 more times. Hãy nhắc lại này. Hai lần nữa nào. 2 more times. I put underwear on. Good. One last time. I put underwear on. Next one. Oh, the end. Okay, good job, guys. Good job. That's right. Now, before we reveal everything, let's jump 10 times and clap your hand 10 times. Okay, hãy nhảy 10 lần. Okay, now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, good. And before learning this lesson, you can do it as well. Và có thể là trước khi mà mình học bài ấy, mình có thể nhảy một chút, hoặc mình vận động một chút, thì mình sẽ có nhiều cái năng lượng và nhiều sức khỏe hơn để mình học. Okay, try to move around exercise to feel better so you can learn faster. Now let's go. I will talk in English only in this part. Thầy chỉ nói bằng tiếng Anh thôi nhá. Các bạn hãy cố gắng mình xem cái phần ở trước ấy, phần trước của cái video này khoảng 6 đến 10 lần và mình sẽ xem phần này để mình ôn tập lại rất là nhanh. Good, let's go. English in your house. Common phrases and sentences part 2. Next one. Next. I love my mom. Next one. I love everyone. I love everyone. Next one. I love Mr. Dong. Okay, thank you. Repeat after me. Now repeat. Next one. I wake up. Next one. I get off my bed. Next one. I brush my teeth. Okay, here's my teeth. I brush my teeth. Next one. I wash my face. Next one. I put underwear on. Next one. Oh, that is the end. Okay, good job, guys. Okay, thank you very much. And remember, finish what you began. Thầy một lời cuối cùng, thầy muốn nhắn nhủ các bạn. Đấy là gì ạ? Finish what you began. Hay cố gắng là gì ạ? Mình phải kết thúc những cái gì mà mình đã bắt đầu. Tức là mình đã bắt đầu học tiếng Anh ấy, thì mình sẽ phải kết thúc cái việc học tiếng Anh này.
thì mình chắc chắn sẽ đến đích và mình sẽ ở tiếng Anh. Và người thành công ấy là không bao giờ bỏ cuộc, hãy kết thúc để đi học tiếng Anh, và hãy học đầy đủ các bài và hãy làm bài tập đầy đủ và hãy học thật chăm chỉ nhé. Ok, that's it guys, see you again. Bye.